Chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay thì kênh TV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết vòng chung kết Euro năm 2024. Như vậy thì tất cả các cái trận đấu ở vòng 1/8 đã kết thúc và xác định được 4 cặp đấu tại vòng tứ kết như sau. Vào lúc 23 giờ ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Đức trên sân vận động Stuttgart của Đức, và trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV2 nha quý vị. Vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán rất là đáng xem giữa Bồ Đào Nha và Pháp. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân Hamburg của Đức và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV3. Trận đấu thứ ba, tứ kết thứ ba là trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam, là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động Suzedur của Đức và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV2. Trận đấu tứ kết cuối cùng, trận đấu tứ kết thứ tư sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này sẽ được sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được diễn ra trên sân Olympic Berlin, và trận đấu này sẽ được diễn ra tường thuật trực tiếp trên VTV3. Quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những cái trận đấu này nha quý vị, và chúng ta sẽ có một ngày, hai ngày để mà nghỉ ngơi, để mà chúng ta xem tất cả các trận tứ kết của Euro năm nay. Nói chung thì những cái đội mà lọt vào cái vòng này đều là xứng đáng. Có một cái rất là đáng tiếc là cái trận đấu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã gây được cái bất ngờ trước Áo và họ đã vào. Còn tất cả những cái kia thì nói chung là đúng cái năng lực, thì như Thụy Sĩ họ mạnh hơn Ý thì họ có xứng đáng vào. Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha cũng thế. Đội tuyển Anh thì nói chung là vào là thêm nha quý vị. Nhưng mà có một cái đẳng cấp của Anh thì với một cái lực lượng coi như là đắt giá nhất thế giới mà không vào được cái vòng sâu thì cũng uổng đó. Hà Lan thì thật sự là ngày hôm bữa mình coi cái trận 1/8 thì họ đá đúng là cơn lốc màu da cam, thì họ đá rất là tấn công rất là đẹp mắt nha quý vị, tạo ra rất là nhiều cơ hội luôn đó. Nói chung đáng chú ý của các cái trận đấu này thì mình đánh giá cao nè. Thật sự Anh là bây giờ mình thường thường là nói là cổ xe tăng Đức á, bây giờ là coi như là mình coi như là bò như là Anh đi, cổ xe tăng Anh đi ha. Năm nay họ đá nói chung kỳ lắm, họ đá đội tuyển Anh họ đá mà nói chung là họ đề cao cái tính an toàn, cái chiến thuật thì không có rõ ràng, không có đẹp mắt. Mình không có tin Anh đi sâu vô được đâu, mà mình vẫn cứ tin Thụy Sĩ hơn. Hà Lan là mình rất là thích rồi nè, Thổ Nhĩ Kỳ thì họ đã sẽ thủ trước Hà Lan. Anh có khả năng là sẽ bị Thụy Sĩ tấn công phủ đầu trước đấy, và sẽ có bàn thắng lại hoàn Anh thua luôn á. Bồ Đào Nha với Pháp, mình đánh giá cao Pháp hơn so với Bồ Đào Nha. Pháp họ tấn công rất là đẹp mắt nha quý vị. Tây Ban Nha với Đức thì mình vẫn đánh giá là 50-50. Tây Ban Nha họ tấn công năm nay họ đá nói chung là rất là bài bản, giống như gan như Hà Lan vậy đó, đá tấn công như vũ bão luôn. Đức thì là đội chủ nhà đấy, cho nên là mình đánh giá là 50-50. Đức thì mình đánh giá không cao bằng Tây Ban Nha, nhưng mà họ là đội chủ nhà, họ có cái lợi thế rất là nhiều về sân nhà rồi, về khán giả rồi lung tung lên tay thôi đấy. Thì đó chính là những cái mà mình chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn, và bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nhà một cái video gần nhất. Nhớ đăng ký một kênh nha. Xin chào.